Ông là một người cha tàn nhẫn, vô lương tâm. Tôi thiệt là bất hạnh khi về làm dâu cái nhà này. Bà! Ông bình tĩnh lại sự đi. Sự trỗi dậy trong đau khổ của người phụ nữ từng cam chịu đã trở thành cơ hội lý tưởng cho công cuộc trả thù của Như Nguyệt. Tôi nếm mật nằm gai bao nhiêu lâu nay là để chờ cơ hội này. Thuốc này sẽ không giết ông ta chết ngay tức khắc. Đây cũng mới chỉ là khởi đầu cho sự trừng phạt của tôi thôi. Tuy nhiên, gió sẽ đổi chiều khi đối thủ xứng tầm bất ngờ xuất hiện. Bà ba đã cản chân tao. Mày thấy bà ta ra khỏi cổng thì lập tức báo cho tao biết, nghe chưa? Cái này bà lấy ở đâu ra vậy? Nó không phải là thuốc trị bệnh mà nó là thuốc độc. Ông chết thì toàn bộ tài sản cũng đã có thuộc về bả. Chết rồi, hay là trong tay của bả có chút thôi con để lại toàn bộ tài sản cho bả. Những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Nghiệp Sinh Tử phần 4, 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Mời quý khán giả chú ý đón xem và xem lại độc quyền trên THVNLI, tải app ngay trên Google Play và App Store.